Mình thích những cái phương pháp làm đẹp tự nhiên, không xâm lấn nhiều, và nâng mũi chỉ là một trong những mà phương pháp mình nghĩ là an toàn nhất. Mình đã trải nghiệm dịch vụ là nâng mũi bằng chỉ, thì mình sau khi làm xong mình thấy là cái mũi mình cao hơn, thanh tú hơn và cái cánh mũi nó thu hẹp hơn, thì ra ngoài ai cũng khen. Do tuổi tác nên tôi rất sợ đau khi phải phẫu thuật thẩm mỹ và sợ ảnh hưởng tới sức khỏe. Phương pháp này ít thời gian phải nghỉ dưỡng, phương pháp này rất an toàn, nó không có phải làm nhiều giống như là phải phẫu thuật để đặt sụn hay là lấy sụn gì kia. Tất cả các dịch vụ cũng như là điều chỉnh của Namaster thì mình thấy rất là ok. Rất là nhẹ nhàng và không đau. Khi xong thì không cần phải nghỉ dưỡng. Từ ngày mình thực hiện ca nâng mũi bằng chỉ cách đây đã được 2 tháng và mình cảm thấy mũi mình rất là tự nhiên, mình cảm thấy rất là hài lòng.